3 sai lầm mà em thường gặp nhất trong cái quá trình xây kênh của anh chị. Anh chị cứ cố gắng xem hết video, bởi vì là nếu như mà em có mở những cái khóa coaching 50 triệu, 100 triệu thì em vẫn chỉ nói 3 cái điều đấy thôi anh chị nhá. Không biết có nên nhận coaching không ta? Sai lầm đầu tiên đó chính là vấn đề định vị. Nhất là với những anh chị xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên TikTok thì cái vấn đề về định vị nó quyết định rằng là chúng ta có khách hàng hay không, có những mối quan hệ chất lượng hay không. Rất là nhiều anh chị khi em hỏi là ok thế thì anh chị định vị như nào? Tức là cụ thể hơn là anh chị sẽ là ai ở trên TikTok này, thì phải đến 90% còn là ít ấy, là không biết rằng là mình là ai. Cái công thức để tìm ra định vị một cách nhanh gọn đấy, tất nhiên là đây là công thức nhanh gọn thôi, không phải là tất cả, nhưng mà anh chị hoàn toàn có thể follow theo. Đó chính là hỏi mình 3 câu hỏi: 1. Mình là ai? 2. Mình làm trong ngành nghề gì? Và 3. Là cái nội dung của mình phục vụ cho tệp khách hàng nào? Đấy anh chị, trước khi làm kênh trả lời cho em câu đấy, ghép vào với nhau nhá. Ví dụ em là Cú, em làm trong ngành digital marketing và em muốn giúp đỡ các anh chị chủ doanh nghiệp hiểu đúng về marketing để không bị mất tiền oan. Đó, đấy là định vị của em ở trên TikTok này. Sai lầm thứ hai là anh chị làm việc không có kế hoạch. Anh chị ạ, TikTok chỉ là một kênh trong số rất nhiều kênh mà chúng ta sẽ cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân thôi. Và một ngày chúng ta còn rất là nhiều những cái công việc khác nữa, nên không thể lúc nào cũng chăm đi nghĩ kịch bản top top, đi quay top top, đi dựng top top được. Nếu mà như thế thì còn gì là sống nữa không anh chị? Vì vậy đấy là chúng ta cần phải có kế hoạch, tức là mỗi một tuần hay là mỗi một tháng dành ra bao nhiêu thời gian. Ví dụ ngày hôm nay để nghĩ content thì chỉ nghĩ content thôi, một ngày để dựng thì chỉ dựng thôi. Sau đó thì chúng ta có thể xếp lịch hoặc là dành thời gian rất nhỏ một ngày để đăng clip lên thôi, đừng có bị sa đà vào quá. Đó, nên là sai lầm thứ hai em thấy rất là nhiều người là không có kế hoạch. Sai lầm thứ ba đó là anh chị không chịu đầu tư. Cái này thì em không gắn giỏ hàng nên là em cũng không bảo là anh chị phải mua cái gì đâu nhá. Nhưng đầu tư ở đây nó là cái gì? Ví dụ như là cùng một khoảng thời gian đấy, anh chị nói rất là nhiều, anh chị làm kênh về talk rất là nhiều, anh chị làm podcast rất là nhiều thì cần một cái chất lượng âm thanh tốt, nhưng anh chị lại không bỏ tiền ra mua mic, hoặc là anh chị chưa biết gì về content, chưa biết gì về làm video chuyển đổi, anh chị lại không chịu mua sách hoặc là không chịu tham gia những cái khóa học để anh chị có thể cải thiện cái đấy hơn. Anh chị chỉ thích lên livestream để người ta khám kênh miễn phí cho anh chị thôi, thế đến lúc mà anh chị kiếm được tiền thì anh chị có quay lại cảm ơn những người khám kênh như em không? Đầu tư thông minh là một cái cách mà để chúng ta có thể phát triển tốt hơn. Vâng, chốt lại thì anh chị đang gặp phải những cái vấn đề nào mà em nói ở đây? Đây là 3 cái vấn đề rất là phổ biến nhá. Nếu như anh chị đang gặp cả 3 vấn đề trên thì em không biết nói gì nữa, thọt quá. Ok, và em là Phạm Khủ đến từ Top Mỡ Media, làm video phải kiếm được tiền nha.